Chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã dung cảm trước những nét đẹp văn hóa đó, và đồng chí đã gửi gắm những tình cảm tâm huyết của mình qua tác phẩm múa Vũ điệu Kết đoàn. Vâng, và đó không chỉ là kết tinh của những nét đẹp văn hóa của các dân tộc, mà đó còn là thông điệp của tình đoàn kết, sự gắn bó giữa các dân tộc anh em cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng hòa mình vào vũ điệu Kết đoàn.
Toàn thể nhân dân và du khách hòa chung niềm vui trong vòng xòe đoàn kết chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập huyện Sông Mã. Xin trân trọng kính mời. Trời của trung tâm quảng trường mùng 3 tháng 2 huyện Sông Mã để cùng thưởng thức màn bắn pháo bông chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập huyện Sông Mã. Anh mang quê trời thôi, tiếng trong chim cùng lòng.
Xuân. Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập huyện Sông Mã xin được kết thúc tại đây. Thay lời ban tổ chức, xin được gửi lời cảm ơn tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý vị đã về tham dự và theo dõi chương trình.